trọng Cường là được đứng ở đây trên sân khấu và giảng đường của trường đại học Thăng Long Hà Nội thì được chia sẻ với các thầy cô cũng như là các bạn các em sinh viên của trường đại học Thăng Long về cơ hội về startup ở đây thì chắc hẳn là các bạn có ai thực sự mong muốn là mình muốn khởi nghiệp không? Các bạn thể giơ tay lên trên nào. Có ai muốn khởi nghiệp không? Cũng tương đối đấy. Các bạn sinh viên phần lớn ở đây thì các bạn sẽ đến từ sinh viên năm thứ mấy nhỉ? Năm 3, các bạn đến từ năm 3 khá nhiều. Ok thì startup, bản thân startup thì sẽ có rất nhiều cơ hội nhưng ẩn đằng sau đó thì cũng rất nhiều các thách thức và con đường khởi nghiệp thì bao giờ nó cũng đầy những gian nan. Tuy nhiên trong gian nan thì bao giờ nó cũng có những cái vị riêng của nó, có những vị đắng, vị chua, vị chát, nhưng nó có những vị ngọt rất riêng mà chỉ có những người đi vào con đường khởi nghiệp mới thấu và hiểu được cái cảm xúc đó. Thì hôm nay là phần chia sẻ của Cường xin phép là bản thân thì tính đến thời điểm này thì Cường cũng đang là giảng viên của trường đại học của khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Thế nhưng mà bản thân thì hôm nay với trên cương vị là diễn giả chia sẻ cho các bạn sinh viên thì rất muốn được gọi các em là em và xưng anh với các em có được không? Ok, một tràng pháo tay dành cho tất cả chúng ta trước. Nói về khởi nghiệp, nói về startup thì có thể nói là mọi người thì hiểu nôm na nó chỉ nghĩa là khởi nghiệp. Nhưng nhiều người cũng không thực sự hiểu về bản chất thế nào là startup. Bạn nào ở dưới có thể cho anh một cái mic chạy đi nhỉ? Bạn nào có thể tự tin nói cho anh biết startup là gì? Mạnh dạn giơ tay nhá. Startup là gì? Có bạn nào hiểu về định nghĩa startup là gì không? Nhắc đến thuật ngữ này thì rất là nhiều và các ở trên báo đài thì nhắc đến rất là nhiều. Thế nhưng mà chưa hẳn là ai cũng hiểu về định nghĩa chuẩn của startup đâu. Cho anh hỏi, có bạn nào tự tin thì hiểu đúng về bản chất của startup không? Giơ tay cho anh định nghĩa. Rồi, mời bạn anh gái áo xanh. Cho anh biết chạy cho bạn là áo xanh mất. Em giới thiệu tên và cho anh biết là startup là gì nhé. Chào anh ạ, em là Nguyễn Hoàng Anh và học ở khoa quản trị kinh doanh QE30 ạ. Theo em hiểu thì startup nó là bắt đầu kinh doanh ở một lĩnh vực kinh doanh mới ạ. Một lĩnh vực kinh doanh mới đúng không? Dạ vâng. Ok, có gì nữa thêm không? Có gì thêm không? Dạ. Lĩnh vực kinh doanh mới. Dạ em biết là em theo em hiểu rồi. Ok, cảm ơn em. Một tràng pháo tay để cho bạn. Bạn anh cần một ý kiến khác. Một ý kiến khác nữa. Theo các bạn định nghĩa như bao nhiêu của bạn thì đã đủ chưa? Liệu thấy đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì mình mạnh dạn giơ tay bổ sung cho bạn nào. Đâu rồi? Đâu rồi, anh thấy cánh tay được của bạn áo đỏ. Có thể các bạn nữ có vẻ là anh thấy hình như mạnh dạn hơn các bạn nam thì phải. Em chào anh ạ, em là Trang đến từ K30 ngành ngân hàng. Thì theo em hiểu startup ạ, có nghĩa là tạo lên một doanh nghiệp mới trong kiểu một thị trường, doanh nghiệp mới trong một thị trường ấy ạ, hoặc là tạo lên một doanh nghiệp tốt hơn trong cái thị trường đấy. Mới hơn và tốt hơn so với thị trường đấy đúng không? Rồi anh lại có thêm một từ nữa là từ tốt hơn. Lúc nãy là bạn nào đã xanh là cho anh là cái định nghĩa mới hơn rồi. Bây giờ là tốt hơn nữa. Ok, ý kiến nữa đi, anh nghĩ là vẫn là chưa đủ đâu. Bạn nam đi nhỉ? Có bạn nam nào đang rất máu khởi nghiệp không? Cho anh mic xuống đến hàng bạn nam ngồi hàng ghế đầu tiên. Cho anh biết định nghĩa startup. Theo anh thì em hiểu startup là gì? Em chào anh, em là Lương Đức Hiệp, khóa K29. Tài chính. Theo em thì em bổ sung thêm một từ nữa là em nghĩ là có tính đột phá hơn. Đột phá. Rồi, rất hay, một tràng pháo tay cho bạn. Rồi, như vậy là anh đã có 3 ý kiến. Một bạn thì cho rằng là mới, một bạn cho rằng là vừa mới vừa tốt, một bạn thì đột phá. Các bạn định nghĩa trên góc độ đấy đều đúng. Tuy nhiên, nó chỉ là chưa đủ đầy đủ mà thôi. Thì anh nói luôn từ startup, bản thân từ đấy nó là một từ ghép. Start, mình hiểu ở đây nó là bắt đầu, là khởi đầu. Vậy start ở đây nếu như nó là bản thân nó là một từ ghép thì chắc chắn nó là một từ của cụm từ start business, nghĩa là bắt đầu kinh doanh. Nhưng từ up đó bản thân nó chính là đuôi sau của từ scale up. Scale có nghĩa là nhân rộng, là chính là cái từ bạn đột phá của bạn đấy. Đó, và muốn có thể scale up được thì bản thân nó cũng phải đột phá thì nó mới scale up, nhân rộng mô hình nhanh. Đó thì hai cái từ này,
Start Business và Scale Up thì nó nhân cộng vào với nhau thì nó ra được cái từ Startup. Nên bản chất cái từ Startup mình hiểu định nghĩa ở đây đó gì? Nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu một công việc kinh doanh và mô hình kinh doanh đó có khả năng nhân rộng được. Thì đó chính là Startup. Đó, còn mô hình đó nó có mới, nó có tốt và bản thân nó có đột phá thì nó mới đảm bảo được yếu tố scale up được. Đấy, cái hiểu định nghĩa nó rất đơn giản là như vậy. Thì câu chuyện với Startup thì nó sẽ có rất nhiều các trường phái, cũng như là theo thuật ngữ của Israel hay là của Nhật hay là của Sinh, mỗi đất nước sẽ có một bản chất định nghĩa về Startup nó hơi khác nhau. Tuy nhiên về chung thì nó rất giống nhau, đó là tạo ra những điều mới trong xã hội mà nền kinh tế đó chưa có.